Hello, chào mừng cho anh em quay trở lại với channel của mình. Sáng nay lạnh lạnh các bạn, làm ít mồi đi câu. Đây là mồi em ủ lâu lắm này. Này cái hũ mồi để hơn tháng đấy. Nói câu bằng cái hũ mồi mà nó còn lại trong cái hộp này thì hết rồi. Này hũ mồi em để hơn tháng này, bọc bọc ra xem. Trắng tinh luôn. Các bạn nhìn này, trắng phớ luôn, nó có lớp màn trên này. Đấy. Trắng gần như kiểu mốc ấy. Đây, nhưng mà không sao á nhá. Đây, không sao, gạt thấy cái lớp này đi được. Gạt cứ nhào trộn nó kỹ vào với nhau đây. Trời này lạnh không biết là có lên được hàng không cơ. Ôi trời. Mồi rất là nhão. Đấy, mồi rất là nhão luôn. Nhưng mà được cái này cái màu rất là đẹp, kiểu nó vàng tươi ấy. Bỏ ra cái cả làng người thấy. Cái này mà dính vào quần áo thì con giặt nó khó hết mùi lắm. Tay chân rửa mãi hết mùi giặt. Dạ. Xong rồi lại đậy kín nó lại. Cái này bảo quản được tận 12 tháng cơ. Các anh em đi câu cứ thoải mái luôn. Ủ một lần câu cạch nhà. Mà quan trọng là phải đậy kín nhá. Anh em phải đậy mấy lớp. Quan trọng là phải để kín, còn đây là cái cắm gà mình để mình cho vào mà nó cứng mồi. Pha mồi buổi sáng này câu xem nó có may mắn không, mà cảnh lạnh này em nghĩ chắc nó cũng khó đấy, mà hên xui rồi, cổ cá nói chung hên xui cũng vào ngày nữa, biết đâu lại bất ngờ. Ok. Rồi để vào chuẩn bị đồ đi xuống chỗ cầu bác nhé. Xin chào các bác nhé. Em đã đến vị trí cầu đây. Hôm nay hai anh em lại đi cầu ở chỗ cái hồ thiên nhiên này. Mấy ông nội hay câu đấy. Tất cả thằng em đi. Này cho đánh cả đơn luôn. Nhìn hồ quanh qua cảnh hồ này, rất là đẹp. Buổi sáng này nói chung là trời nó âm u ấy. Rất là lạnh, không biết là có con cá nào. Các bác nhìn này. Sương nó còn đọng trên cái lá này. Đấy. Đầy đặc luôn, rất là lạnh. Bây giờ khoảng 8 rưỡi rồi mà trời vẫn như này. Nói chung là vì cái đam mê là cứ bác cần đi câu thôi chứ. Lạnh này nhiều bác cũng ở nhà ngủ đấy nhỉ. Đúng là khai xuân đầu cần các bác nhá. Nhìn nhá, những hạt sương còn đọng trên lá cỏ rất là dày. Đấy, đây là buổi đầu năm mà sương này. Rất là dày luôn đấy. Có khi nào bây giờ là hai anh em sẽ ngồi ở chỗ này. Nha, các bác nhá. Bây giờ ngồi chỗ này nhá. Để bật cam góc rộng này quay khung cảnh nó rộng hơn. Đó. Hôm nay thì hoàn toàn là không nuôi các bạn. Này toàn để thiên nhiên thôi. Vì cá chỗ em nuôi cái tầm này nước ở trên nó cứ chảy ống ấy, cá chết nhiều ấy. Bên cái đoạn khu bên kia người ta hầu như là không nuôi hết, nó cứ bỏ hoang. Để thỉnh thoảng 4-5 tháng người ta lại bơm tàu vét lấy cá rô phi một lần ấy. Cũng có khá cá chất thiên nhiên vào nhé. Đấy, giờ mình vào câu là rất là thoải mái. Nhưng mà mình đi câu là lấy cá chủ yếu, nên em đi câu lấy cá chủ yếu nên là đánh. Đó, đánh nục các bạn, đánh nục thì nó nhanh. Đánh nục thì nhanh được cá, đánh nó sướng hơn. Rồi giờ em buông cần đã nhé. Ừ, cá khó tụ ngồi lắm đấy. Này chậm cá bé rồi. Hổm con chép tỉ cũng sướng thật đấy. Đang nó chỉ hơi một phát, ním luôn. Đây nó có con là mấy con chấp vàng chấp trắng nói thế, đây còn con chấp vàng to lắm. Ừ. Là mưa nó phi ấy chạy đồ con chó. Ủa ơi.
Một phát vỡ hai con. Ông mất con rồi. Mất con rồi thôi. Sao? Đóng hai con thì là mất con. Khai xuân đầu năm. Khai xuân đầu năm có hai chú anh em này. Mà mất một em rồi. Con này hơi nhỏ. Chơi pha to đấy. Pha to mình quay nó đẹp hơn là quay pha con này nhé. Pha con này máy nên nó khó nhìn. Cây này hơi khối tiền này. Cây cần không quá như là 1 triệu này. Máy 500 triệu rưỡi này. Mà ở đây không biết nó mới là anh Trinh có gặp rồi không biết. Nó ở nhà suốt suốt ngày cắm cung với điện thoại cắm đầu mà. À, nấu cơm nó không để ý luôn, dọn gì nó không để ý luôn. Giờ con gái nó làm ra tiền. Đâu nó không đi làm gì ship gì vậy? Nó đi làm gì ship đâu rồi. Ngày bữa làm giấy ra mấy năm. Có tiền thì bố mẹ cũng quý hơn để mình làm ra tiền. Mà cũng... Nên là em bảo mẹ con sống hoàn thật thì sống, còn đâu không con đi chụp khác con ở. Đó trước em nói thẳng chứ. Bà thì cũng làm sao đi. Con cái đã để buôn trái. Khó. Mẹ không mẹ. Ấy. Lại hàng rồi. Ấy. Lại hàng rồi. Đấy rồi anh em ơi. Hàng đấy, hàng đâu? Lại bự nữa chứ. Công tít cần. Xong rồi, xong rồi. Con này con đứng châu Phi á. Ui, ui. Ui, đồ phi to. Ui, mẹ con này to chưa? Con to đấy, được của nó đấy anh ạ. Ui, con này được của nó đấy. Ui, chưa dám sâu rồi anh ấy. Nhanh lên. Ui, ơi. Chưa dám sâu rồi anh ạ. Ui, anh ơi. Chưa gặp sâu đâu con này. Sâu rồi, đóng một tí mồm này. Mồi 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 còn chưa tan này anh em này. Ui tạm màn chưa. À ui. Có chắc chắn là anh không nghĩ cái mây của nó là vào tay mà. Để anh gỡ được cái lưỡi ra. À, nó dính mũi một tay tí luôn. Còn lại số chết. Ui, anh em nhìn thấy chưa? Con này to chưa? Ui lồ lắm chứ con đồ phì kích khủng tởm. Và con này gọi là con kinh điển nhất. Đấy bàn tay mà nó còn như thế này anh em thấy tạm màn này không? Là kinh khủng tạm. Được. Từ hôm câu đấy giờ mới thấy con đồ phi nó to thế này. Con này chắc được khoảng mấy nạng nhỉ? 4 nạng. Tổng cho 4 nạng. Thiên nhiên 4 nạng này nó ngon thôi. Con nạng đều đều vậy hả đạo? Hơn 5 nữa. Mà phải toàn nữa cơ. Mùi run này không thấy con nào được. Vừa thì có con nhau này. Nhảy nhảy thôi, con thua. Mùi ủ này nên chất lượng. Trời mưa rồi, đúng là đam mê là bất tận trời mưa phi xe từ nhà ra xem em cô cá anh em này về giữa. Đấy, ui mưa to luôn đấy. Phương ơi vào đây Phương ơi. Vợ em đang có bầu mà đúng là đam mê là bất tận không trừ một ai. Mưa rồi. Mưa này câu mới hay này. Kể ra đi câu trời mưa mùa đông thì hay nhất. Nhanh, mùa hè là hay nhất. Đấy các bạn nhìn này, em rất thích là đi câu vào lúc trời mưa nhé. Bây giờ trời mưa thì chép lên đá hay được hàng nó chép. Ở đây, đứng ở ngồi ô. Đây. Đứng ở ô đây. Đứng ở ô nhanh rớt. Ôi, rớt đi, rớt. Chạy. Để cắm nuôi ô này. Ngồi sơn núi đây. Cắm được. To quá. Bây giờ về làm gì? Cá mưa mà. Hẳn cá to lắm. Là hẳn cá to cả. Anh ngồi xem chú công rồi. Mưa thế nhỉ? Mưa thì không sướng này. Nha. Mưa để ăn lẩu mới ngon này. Ừ. Rét chứ. Đi câu cả nhà ra cổ vũ động viên. Ở đây nói về anh em khi đi câu bộ cần câu anh em nhé. Để máy của em này. Một máy quay người này.
một máy để lens zoom này, đấy lens zoom gắn như này bác nhá, một máy để quay quay cảnh đấy, cái quay đầu cần đấy bác, đấy là ba bộ anh em nào muốn làm YouTube thì hãy làm như em, đầu tư bộ này rất là nhiều tiền đấy anh em, khi đi câu cũng phải gắng đầu tư. Ở đâu? Cô cháu đến cái cá chú nó chạy hết thì con nào cắn đâu. Không con nào bảo sao. Đừng đừng ngồi đấy đổ cần chú nhỉ. Ra chú ngồi à. Mày đến cái cá chú chạy một hút này. Không con nào bảo sao à. Vừa nó cắn địa địa vậy cơ mà. Nhỉ. Đúng không? Này. Một phát. Con này khớ đấy. Con này phát phá. Khớ của nó đấy. Ây da. Ây da. Gòn. Không hẳn luôn. Lại thêm một chú nữa anh em ơi. Lấy của nó kinh. Lấy kinh, cái này đóng thì mất ra. Ra làm sao được. Bật dậy. Thêm một con phạt phạt. Em bảo đang nạc chảy máu cho nó chảy máu luôn. Chỗ rách luôn đúng không? Chỗ rách luôn. Và lúc này em đang đi. Không giữ là nó đang điên. Giật phát luôn thì giật được. Còn nếu mà cứ kiểu nó từ nó lắm. Một phát ra luôn. Rách thì rách. Nhiều quá đau. Đau thì phải kháng chịu. Nhiều đau phải ra bệnh viện chích ra. Hàng dạo này cứ lên đều đều. Nơi này giờ anh biết gỡ này. Ôi chẳng. Ấn tắt cái máy đấy cho anh ấy. Dê quá này. Đấy, cá thiên nhiên nhá. Cá thiên nhiên tại sao là cá thiên nhiên có nhìn bụng nó này, bụng này nó rất là đói. Đấy, mặt nó đỏ ngầu sợ thật đấy.
gâu mắt này lấy lét chậm quá. Thêm một chú nữa. Cái hình câu bằng mồi ủ này nó sẽ là ngon hơn rất là nhiều anh em nhé. Em câu bằng cái mồi ru này nó để được kiểu không có nào cắn. Đấy, mồi ủ lên cá nhanh hơn mà nói chung là kiểu nó tụ mồi lại đấy. Là cá tụ vào rất là nhanh mà câu rất là sướng. Thấy sự lợi hại của cái lon xo giạt chưa? Giật lên cá lên mà mồi còn chưa tan hết. Đấy, lon xo giạt anh em ơi. Anh bó mồi mà giật cá lên mà mồi còn không tan hết được thì biết đấy. Bổ sung thêm ít nữa. Này mà nó xo bút là giật nên chắc chắn là sẽ mất hết mồi rồi. Tươi. Xin tươi. Anh đi câu thường xuyên. Câu nhiều. Hay đi mẹ. Vào lắm. Không vào phải chưa? Con này toang rồi. Toang ngay đi. Ây, con này cũng được của nó đấy. Còn lại đều đều lại. Còn đều đều lại này. Mồi vẫn chưa hết nhỉ. Đấy anh em nhìn ra nó so chặt vào phát lên mồi ăn tính. Tươi nhỉ, cá thiên nhiên thì trắng ngon này mà. Trắng luôn đấy. Chặt phát hai lưỡi luôn. Mấy lưỡi hả? Đấy các bác, câu như của em rất là hay này. Mồi này cá nó mình đánh nó tụ lại rất là nhiều. Đấy. Em lấy lọc gió là mồi cá đóng này tụ lại rất nhiều. Mồi run con thua. Em vừa đặt run này các bác này, con thua. Còn thùng run đây. Anh em lấy nét cho nó rõ nhé. Em còn một thùng không sáng lắm nhỉ. Đây run này mà có câu đâu cho mấy kia câu mà nãy giờ cũng chưa con nào. Đến mỗi mồi ủ của em mà lên hàng này. Mồi này nhạy. Quan trọng là anh em phải biết cách nghĩa là ủ và chuẩn nhá, chuẩn bài, chuẩn công thức. Đây là của em có cám gạo đấy. Cám gạo. Đánh rất là phê. Chạy trong đấy nó không có, không cắn mạnh. Cũng đấy là nhiều cái nhất thì không cắn mạnh. Cắn cả mẹ thôi. Trong đấy là cái câu dễ chim lắm. Tìm hiểu cái lòng gà em là thành thành đấy. Ôi giời, chúng mày làm ăn như thế này, câu đặt dẹo thế. Tự nhiên. Gái của ôi. Máu máu róc sợ thật. Ham mồi. Con cũ chắc là đi. Sợ này. Chết không? Chết. Mày ra hơi nhiều cước. Sợ
mày làm ăn như thế này không có đặt dẻo nữa. Khát rồi. Con gái nhất là làm rồi. Máu máu róc rỡ thật. To không? Đấy là mà con này to luôn này. Không. Con này con đôi khi này. Đôi khi này cũng luôn. May mắn lắm được con này nữa. Từ hôm mới câu đấy cũng chưa được đôi khi to này đúng không? Cầm được cái này lên xem có nhìn được. Em hạng to bự luôn. Rồi giờ về đi làm á. Chào hẹn lại các bác trong video tiếp theo nhé. Bác thấy hay hãy like, share, ủng hộ em nhé. Thank you.